Trong 5 tháng đầu năm 2019, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc. Theo số liệu thống kê, lũy kế 5 tháng đầu năm, sản lượng điện toàn khu vực ước đạt gần 26,5 tỷ kWh, tăng 9,3% so với 5 tháng đầu năm 2018. Tính đến tháng 5 năm 2019, toàn tổng công ty đã có 169 khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà, nâng sản lượng điện phát lên 5 tháng đầu năm lên 132.600 kWh. Ngoài ra, EVN-NPC còn đưa vào vận hành 11 trung tâm điều khiển xa, 98 trạm biến áp 110 kV tại 11 tỉnh thành. Trong tháng 6 và những tháng tiếp theo của năm 2019, EVN-NPC tập trung đảm bảo cấp điện ổn định cho khách hàng trong mùa nắng nóng, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh.